qua đi quảng thầy vào. Thế thì lên tí xem cho nó tí hai em đi nhau. Chia nhau để hay. Đấy. Vâng, tí hai có gì hai em mình đi. Cần bạn mất đường nhiêu? Mất đường nhiêu? Nhưng mà thầy phải đi vào với em thì em mới tả được chứ bây giờ nó khó. Cần bạn mất đường nhiêu? Từ đây đến đấy chỉ 5 phút thôi nhỉ. 5 phút đến nơi. 4 5 phút đến nơi. Tí nữa đi. 45 phút rồi. 4 hoặc 5 phút. 6 phút, nói thầy chứ nó vậy 6 phút. Chứ 4 đến 5 phút là nghỉ là 45 phút. Toàn đường đẹp đôi như vần đấy thì phóng mấy đâu. Đây ngay đây này anh. Ừ. Ở đây biển ở đây. Nếu muốn rượu sạch sạch xin tiền cho hết. Cái này mình bước bộ lên đây. Tí ai chạy xe mà ngồi uống như đúng rồi không? Bước bộ đi. Đây bao nhiêu bộ chạy đâu, mình mới chạy. Đây đi bộ đi qua đây được mà, chăm sóc bên em mà. Đây đó, chả uống đâu. Đây đúng rồi, mấy anh trên đây chạy xe mà. Cung lặng tội lên đây nghỉ mãi về đách cái đâu mẹ. Năm nay có 40 con 40 chưa thoải mái đấy anh ạ. Đừng lo. Anh ạ. Anh chơi sang nó mẫu rồi, ngồi chơi. Nhạc cái ông nhảy. Mỗi mai Thúy thì em chịu. Hả? Mỗi mai Thúy thì em chịu luôn. Gãi này. Rượu này, thuốc này. Gì nữa? Anh kể lốt. Đứa đổ tường, nó nói là 4 cái luôn đi. Nè, anh Trung đâu đây? Anh Trung phải uống luôn. Ngồi đang ném uống hao đi. Muốn ở đâu anh em muốn đi. Cứ chạy xe mà. Quý chạy. Ai chạy? Quý. Em chạy thao, bắt anh trước, bắt em thao thôi gì. Uống đi, tiến chạy cho. Tôi nói riêng công an ở bên này đã xuống đứa phong bi rồi thì cô báo cho đó nó một nụ côn. Bằng chưa? Bằng bên kia em chạy được bằng bên này. Cái chạy thoải mái này vẫn hỏi đấy, có băng nó thú, băng tao có đèo nó có thú. Đúng mới nói nắm đầu, nó nắm luôn cái giấy tờ xe tao đi. Hỏi thú băng này, băng tao có đèo nó có thú. Em bảo trong đây này em xe. Bảo trong đây là cứ thuê xe em chạy, non ton. Bằng bên kia chạy được mà. Không chạy được, em ơi. Không chạy. Nếu mà bằng bằng ở bên Nga. Ăn bên đấy em bên kia còn chạy được bên này thành công to luôn đấy, nhưng mà phải di được mấy cái nhà này. Mấy nhà thì có một cái nhà để lấy lối vào thì nó đồng ý công an rồi. Đi hỏi thế thì bạn ấy là công an đó. Ok, bây giờ không có lối vào ý là đấy, thì nhìn biết này được. Nó có một con đường bê tông dẫn ra một con đường nhựa to này thì nó chỉ một đoạn thôi, có một con đường bê tông ô tô vào thoải mái. Thì trước cái mặt đường bê tông nó có 2-3 nhà cản cái miếng đất đấy, nhưng mà mình mua được 2-3 cái nhà đấy. Nhà ăn được mình lên ngon, view đẹp lắm anh ạ. Đẹp cực luôn. Có nhà luôn hả? Không, nó có thổ cư rồi, cần gì phải nhà, nhà thì quan trọng gì. Xây không đẹp mấy tỷ đập đi. Thì ở đấy giờ thổ cư lên một lên thêm được không anh? Cái của em giờ có 400 em một lên thêm nó cho. Một mét bao nhiêu tiền? Anh Tân. Đường nào? Ở đây ngay cái lỗi đằng sau của em, hôm qua em chỉ cái miệng của em này. Ở dưới đây bây giờ nó không cho lên nữa. À bây giờ ai có nhà có đất thì nó cấp thổ cư 300 mét, còn nếu mà bây giờ mà chuyển lên tức là mình chuyển thêm mà mình có được chuyển thêm không cho à chuyển thêm nó cũng chậm, nó giới hạn rồi nhá. Thế là có khả năng có khi nó giải tỏa không đó. Dễ lắm. Bởi vì là nó tính cái nước tại sao nó không cho gì mình phải đặt câu hỏi chứ. Đúng rồi, nó sợ đầy mù nhiều anh hả, nếu mà làm thổ cư nhiều đầy mù nhiều đúng không, mình phải đặt câu hỏi tại sao nó không cho chứ. Đấy, vấn đề nó là chỗ đấy. Nhưng mà nó vẫn cấp sổ bình thường. Sổ thì đúng rồi, cấp bình thường sổ nó cấp trồng cây lâu năm thì nó đền bù đâu như tiền đâu. Ý là như này anh ạ, thổ cư giới hạn trong một cái khoảng là 400 mét nó không cho để mình làm nhiều thổ cư, mai sau nó có đền bù thì nó dính nhiều, nó dính trưởng nhiều. Đúng rồi. Thì mai sau nó đền đất nông nghiệp thì đơn giản có gì đâu, đúng không? Nó giới hạn thổ cư. Nhưng mà nếu sổ không sổ đâu quan trọng đâu. Vâng. Ta muốn lên thêm, bây giờ được 200 muốn lên thêm. Tiền á, đầu tiên là năm 92 á, là 900. Tới năm 96, 2000 á, là 600. Cái này nó đẹp nữa. Bây giờ 400 giờ thu lại, bây giờ trên đó nó còn 200 nói. Biển nó tốt mà. Cái này đẹp mà. Sóng đẹp mà, cơ bản là sóng nó không sâu ấy, nó đều đều ấy, dễ tắm. Chỗ này đẹp.
Rồi em mua, tập trung em mua và kéo vào tầm 150m hắt đầu. Thế thôi nhỉ, nếu mà mua cho nó an toàn đúng không? Nguồn thu nhập chính ở người dân ở đây là vẫn là biển. Bây giờ chúng ta vẫn là biển. Chưa làm chài bán cá hay đấy. Đây, bán cá ngay đây, buổi sáng. Thì đấy thì nó là nguồn thu nhập chính vẫn là biển. Biển vẫn còn cả rất là được thu hưởng. Nhưng ở Nha Trang thì nó được cái thêm những nguồn thu nhập từ du lịch nữa. I don't know.